Hello, chào cả nhà. Nãy giờ đi học về, bây giờ Lan chuẩn bị làm giường nha. Bây giờ mời bà con đi làm giường với Lan nha. Cuộc sống của Lan hàng ngày ở Úc. Rồi, đi dài ra đây nha bà con, đi bộ dài ra nha. Đó, thì ở đây Lan trồng rau cải rồi, coi như nó đỡ mọc cỏ rồi nha bà con. Đó, Lan đang ương theo tiếp tục mấy cây hồng nữa nè bà con. Đó, Lan đang ương tiếp tục mấy cây hồng nữa đó nha. Đó. Rồi, lại đây thì ở đây Lan đó, thế này mấy hột ký tô thì chắc Lan nhổ lên lấy giống để dành nha bà con. Còn cái nào nó rớt dưới đất thì tự động sang năm nó lên, còn mình ấy thì ai xin mình cho. Rồi, ở đây trời ơi, dạng thọ nó mọc Lan nhổ đó. Với ở đây Lan giống như mình cắt tỉa nó xuống đó bà con. Với ở đây nè, để Lan đưa cho bà con coi, cái này là cái củ atiso nha. Cái này là cái củ atiso nè. Bây giờ để Lan nhổ lên cho bà con coi một bụi đi nha. Nó là cái này là củ atiso nè bà con thấy không? Đó đó đó, nó đây, đó là nhổ nó lên đây. Đây, đây nè, đó. Cái củ atiso đó bà con. Để Lan nhổ lên nữa nha, đây nè. Nó dễ lắm bà con ơi, đây nè. Đó, mình trồng cái nó mọc tùm lum hết trơn gì nè. Đó. Đó là củ atiso. Cái này Lan chỉ làm thử cho bà con coi thôi, nó dễ trồng lắm. Đi 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 đi, tội nghiệp anh Liêm ông nói quá trời rồi, cỏ ung tùm lum hết rồi. Mà thật ra cũng không phải cỏ đâu, mà cái bí và đồ này. Đây là bông cải tím nha. Mà trời ơi, ốc sên nó ăn lá sạch hết trơn nè, không phải sâu đâu bà con, ốc sên đó. Khó quá, khó quá. Cho cái nhà trồng bông rồi thì mình phải cắt tỉa nó, và con không cắt là nó có tốt không. Dọn cái đống gác này bà con ơi, hốt gác nha. Đó. Rồi, rồi nãy giờ Lan hốt được tới đây, giờ bây giờ Lan lấy cái vòi nước Lan xịt nó sơn cái nha bà con. Bên đây nữa nè, đó. Rồi đó. Trời ơi, giải quyết được hai đống này rồi. Rồi từ từ mới làm ngoài sau nữa. Đầy nhóc một thùng rồi bà con ơi, Lan ém nó đầy một thùng rồi nè. Bây giờ Lan đi xịt nước nha. Mấy cái này nè, rảnh nó Lan lấy cây dao cái Lan cạy nó, cỏ không đó. Có chỉ á, có chỉ nó mọc nè. Trời ơi. Rồi đi qua đây. Đùa nó là một chỗ rồi nữa mình hốt nữa bà con. Thôi Lan tắt đi nha. Rồi nãy giờ hốt đây sạch sẽ, xịt nước rồi bà con. Đó bây giờ đó, rồi Lan hốt vô đây một cái thùng gác nữa nè. Còn nha, nãy cắt không thấy đường, cắt hết cây này cũng trái ta, để Lan ghim thử rồi nó có sống hai cái trái này không nha bà con. Đó Lan đang ghim nữa nè. Ghim đại vô đây coi coi nó có sống không nha. Nếu mà nó sống là thuộc về cái loại này, sức sống nó mạnh lắm á. Hai trái đó, cắt gục gụi của người ta hai trái đầy nhóc một thùng gác. Bây giờ đi kéo ra trước cho sáng mơi ta đổ. Rồi ở đây Lan làm sạch sẽ hết nè. Nói chung làm từ bữa bà con ơi, không có làm hết được một nha. Đó, còn cái khúc ngoài mị ngoài sau đó Lan chưa có nhổ củ atiso. Hôm nay Lan đang gieo cải nè, rau cần ô, rồi gieo ba cái chồng bằng cải nó đang lên, nó nhím con đó, bưởi thì nhầm cái, còn bưởi nhầm cái Lan thấy nó chín rồi nha. Lơ mơ là vài bữa giông gió bắt đầu nó chín quá là nó rụng đó bà con. Đó Lan thấy nó chín rồi nè. Trời ơi, hôm nay thấy trái nhiều ghê vậy đó, coi nè. Bữa nào làm gỏi bưởi ăn. Rồi, đi đi vô ánh mát. Ở ngoài đó nắng quá. Rồi, vô đây. Thôi, Lan chia sẻ nãy giờ Lan làm rác đồ cuộc sống của Lan hàng ngày ở Úc. Lan chia sẻ tới đây, Lan xin kết thúc phim. Lan cảm ơn bà con bỏ thì giờ coi video của Lan và đã ủng hộ Lan suốt thời gian qua. Lan cảm ơn rất nhiều. Lan mến chúc bà con ngày mới vui vẻ. Xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Bye bye bà con, bye bye.